Không được quay chị Dung đâu mọi người ơi. Chị Dung là đang làm việc. Làm sao mà ấy được. Thôi mọi người đừng đừng bảo quay chị Dung nữa nhá. Sao vậy? Không được đâu. Chị Dung đang làm việc, bóng hình bóng của chị Dung làm việc là một cái hình ảnh thiêng liêng mọi người ạ. Một cái hình ảnh không bao giờ mọi người có thể xem được cái hình ảnh này, anh thề luôn. Cái hình ảnh này nó quyến rũ lắm kìa. Nói lắm. Đẹp mê, mê thế. Không yên nữa. Cái gì vậy? Ôi gì vậy?